Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những kết quả, thành tựu chung của đất nước 6 tháng qua, có đóng góp quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Quân đội Nhân dân đã tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt vai trò bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là những vấn đề mới, phức tạp nổi lên. Qua cái công tác 6 tháng vừa qua, với một cái tình hình cái thế giới khu vực như vậy, với một cái tình hình đất nước như thế, quân đội chúng ta đã trưởng thành, tiếp tục khẳng định được là quân đội mạnh thì đất nước mạnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, là góp phần ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế. Trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhất là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, vùng biên cương của Tổ quốc, đồng thời thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất để góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, chủ động với cộng đồng quốc tế. Nâng cao cái năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý hiệu quả các cái tình huống, tuyệt đối không được chủ quan, không để bị động bất ngờ, nhất là về chiến lược, đánh giá và xác định đúng đối tác, đối tượng, phù hợp với tình hình và từng thời điểm khác nhau. Có lúc là đối tượng, có lúc là đối tác và ngược lại. Và trong đối tác thì có đối tượng, trong đối tượng lại có đối tác. Cái này thì đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ thì chúng ta mới xác định được. Xử lý hài hòa các mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng, góp phần là cùng thế này với lại các cái lực lượng khác. Và tôi đề nghị các đồng chí là kiên trì, kiên định và kiên quyết thực hiện 3-0, không lơ là chủ quan mất cảnh giác, không để bị động bất ngờ về chiến lược, không bị lúng túng, thiếu kịp thời xử lý các vấn đề nổi lên về quốc phòng, quân sự. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ tập trung công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực, vừa chống giặc ngoại xâm, vừa chống giặc nội xâm, bảo vệ biên giới.